Happy birthday, LSTS. Chúc mừng trường Đinh Thiện Lý 13 tuổi. Trong vòng 13 năm qua thì đã có rất nhiều học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này và tôi tự hào là một phần của ngôi trường. Chúc trường ngày càng thành công. Bản thân mình sau khi học tại ngôi trường hơn 5 năm qua thì mình đã học được rất nhiều thứ, không chỉ từ ngôi trường mà rất nhiều điều khác như giá trị cốt lõi của nhà trường, cũng như là học rất nhiều điều từ các bạn cũng như là các thầy cô ở đây. Thì chúc ngôi trường sẽ càng ngày càng phát triển và trở thành một ngôi trường tiêu biểu của Việt Nam trong tương lai. Yeah!